California Hotel, sự sang trọng tại trung tâm Sài Gòn. Một viên ngọc lấp lánh trong lòng thành phố Hồ Chí Minh, California Hotel tự hào mang đến sự sang trọng và đẳng cấp của một khách sạn 4 sao đích thực. Vị trí đắc địa tại số 52 và 54 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, không chỉ đem đến tầm nhìn tuyệt đẹp về thành phố mà còn thu hút sự ngưỡng mộ của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Với diện tích rộng 12m và chiều dài 32m, California Hotel theo ghi dấu ấn với kiến trúc hiện đại và độc đáo. Với một hầm và 14 tầng trên mặt đất đã hoàn công xây dựng, khách sạn có tổng diện tích sàn sử dụng lên đến 3.100 m2, tạo nên không gian thoáng đẳng và tiện nghi cho mọi khách hàng. Không chỉ là một khách sạn, California Hotel là một điểm đến thư giãn và nghỉ dưỡng hoàn hảo. Với 105 phòng đang kinh doanh, khách hàng sẽ được tận hưởng không gian ấm cúng, sang trọng và tiện nghi đầy đủ. Mỗi phòng đều được thiết kế tinh tế với nội thất hiện đại, tạo nên không gian riêng tư và thoải mái. Trong không gian của California Hotel, khách hàng sẽ được tận hưởng những tiện ích cao cấp nhất. Hãy thả mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi hoặc thư giãn tại khu massage chuyên nghiệp, nhà hàng đẳng cấp tại khách sạn cung cấp các món ăn tinh tế từ các đầu bếp tài ba, đáp ứng mọi nhu cầu ẩm thực của khách hàng. Với doanh thu hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng, California Hotel không chỉ là một cơ hội đầu tư tuyệt vời mà còn là một nguồn thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang cần vốn để phát triển các dự án kinh doanh khác, và vì thế, chúng tôi quyết định bán nhanh với giá 700 tỷ đồng. Anh chị vui lòng gọi Hoàng Thơm, công ty cổ phần bất động sản Sky Eagle, số điện thoại 0938 660 224. Xin trân trọng cảm ơn.